Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay, chị Heo Sinh sẽ review tập phim Truy tìm hóa thạch. Cùng bắt đầu thôi nào. Ở bãi đất trống, Suneo đang khoe với Nobita tấm bản đồ mà bố cậu ta đã được một nhà khảo cổ tặng cho. Cha An cũng hùa vào giá trị của kho báu trong đó lên tới 100 triệu yên đấy, vì cậu chính là bạn tri kỷ nên mới cho cậu biết. Vậy thì nếu đào được kho báu này, Nobita sẽ trở thành triệu phú. Nobita liền ôm giấc mộng giàu sang. Trên núi, Nobita tức điên xé nát tấm bản đồ. Cậu ta đào cả ngày nhưng làm gì có gì đâu. Doraemon liền nói cậu đã bị lừa, vậy mà không chịu tin. Hôm nay chính là ngày cá tháng 4 nên bọn trai An đã tranh thủ lừa Nobita một vố đấy. Có một bác cũng đang đào đất gần đó, nghĩ bác bị lừa nên Nobita đã chạy lại khuyên can. Nhưng bác đang đi tìm hóa thạch chứ không phải là tìm kho báu. Nobita và Doraemon nghe vậy thấy cũng rất thú vị và muốn đào theo, nhưng đã bị bác mắng và đuổi đi vì họ đào như vậy thì sẽ hư hết hóa thạch mất. Thế là Nobita đi về nhà, vì đã qua bữa nên giờ hai đứa mới được ăn cơm trưa. Nobita biết hôm nay chính là ngày cá tháng 4 và cũng muốn lừa một ai đó nhưng không biết phải lừa thế nào. Chợt cậu ta nảy ra một ý, đó là lấy xương của con cá này và vỏ sò để làm hóa thạch, sau đó sẽ đi lừa ông bác kia. Họ đào một cái hố và dùng khăn trùm thời gian, thế là đã có hóa thạch rồi. Sau đó cả hai mang lên cho ông bác kia xem, không ngờ đã khiến bác ấy vô cùng mừng rỡ vì đã tìm được hóa thạch rồi. Doraemon định khai ra nhưng Nobita đã ngăn cản lại. Lúc về, Nobita vẫn đang còn rất khoái chí mà cười tít cả mắt. Doraemon lại cảm thấy mình thật có lỗi và nhắc nhở Nobita rằng lúc cậu bị trai An lừa thì cậu sẽ thất vọng như thế nào. Nobita vẫn không chịu dừng, cậu ta đã lấy thêm rác và làm thêm những hóa thạch nữa. Khi hai người lại lên tới nơi nhưng không thấy bác ấy, chỉ thấy đồ của bác để lại thôi, nên đã giấu những món đồ hóa thạch xuống đất. Khi ông bác đi lên dắt theo con gái của mình, ông ấy đã rất vui và ông liền khoe là do hai cậu kia đã tìm giúp mình. Chị gái liền nắm tay và cảm ơn hai đứa. Chị kể về ước mơ của ông chính là một nhà khảo cổ học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên đến tuổi này ông mới có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Lúc này, Doraemon và Nobita cảm thấy trò đùa của mình đã đi quá xa rồi, nhưng vì quá vui mừng nên bác ấy cũng không thèm để ý tới lời của hai cậu. Cả chị gái cũng không nghe thấy lời hai đứa muốn thú nhận. Vì thế, cả hai cậu đã phải khóc to lên để cho họ chú ý và đã thú nhận hết trò đùa của mình. Dùng khăn trùm thời gian khiến đống hóa thạch trở về hình dạng ban đầu, tranh thủ lúc ông bác đang buồn rầu mà họ tìm cách chuồn ngay. Ở trong đống rác, vừa dùng khăn trùm thời gian để trả về nguyên trạng, liền xuất hiện một con vật rất lạ, đó chính là con Chilobita. Nó xuất hiện cách đây 200 năm về trước và đã tuyệt chủng rồi. Một phát hiện bất ngờ khiến cho ông bác vui mừng, gọi hai đứa hãy quay trở lại. Họ nghĩ rằng mình lại bị mắng mà quỳ lạy xin lỗi quá trời. Hóa ra là do hóa thạch lẫn trong đống rác đã được bọn Doraemon khôi phục lại. Bây giờ ông bác còn vui hơn vì đã tìm thấy hóa thạch sống. Nobita và Doraemon cũng vui vẻ đi về, gặp trai An ở bãi đất trống. Trai An và Suneo cố tình hỏi đểu Nobita về kho báu kia, nhưng ngược lại với suy nghĩ của họ, Nobita lại cảm ơn về tấm bản đồ đó đã giúp cậu tìm thấy một món đồ vô giá. Lúc này trai An và Suneo cũng không hiểu gì, nhìn theo bóng lưng của Doraemon và Nobita, họ đều đang rất vui vẻ. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.